Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Khi vách thành đã xây xong và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê Vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani em tôi và cho Hanania quan tể cung, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Tôi dặn chúng rằng chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó. Lại phải đặt người trong dân Jerusalem thay phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. Vả thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người đã trở lên lần đầu, và trong đó tôi thấy có ghi rằng: này là các người tỉnh Giu-đa từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nebuchadnezzar bắt dẫn tù. Chúng trở lại Jerusalem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình. Chúng trở về với Sorobaben, Yeshua, Nehemi, Asaria, Raamia, Nahamani, Mạc-đô-chê, Binh-sang, Mít-bê-rết, Biết-vai, Nê-hun và Ba-a-na. Này là số tu bộ những người nam của dân Israel. Về con cháu Pharos, 2.172 người. Về con cháu Sê-pha-tia, 372 người. Về con cháu Ara, 652 người. Về con cháu Pha-hát-mô-áp, con cháu của Giê-xua và Dô-áp, có 2.818 người. Về con cháu Ê-lam, 1.254 người. Về con cháu Sát-tu, 845 người. Về con cháu Sát-cai, 760 người. Về con cháu Bin-nui, 648 người. Về con cháu Bê-bai, 628 người. Về con cháu A-gát, 2.322 người. Về con cháu Adonikam, 667 người. Về con cháu Biết-vai, 2.067 người. Về con cháu A-din, 655 người. Con cháu A-te, về dòng dõi Ê-sê-chia, có 98 người. Về con cháu Ha-sum, 328 người. Về con cháu Bê-sai, 324 người. Về con cháu Ha-rip, 112 người. Về con cháu Ga-ba-ôn, 95 người. Về những người Bethlehem và Netopha, 188 người. Về những người Anatot, 128 người. Về những người Bet-Amavet, 42 người. Về những người Kiriath Yearim, người Kephira và người Be'eroth, 743 người. Về những người Rama và Geba, 621 người. Về những người Mitma, 122 người. Về những người Bê-tên và A-hi, 123 người. Về những người Nebo khác, 52 người. Về con cháu Ê-lam khác, 1.254 người. Về con cháu Harim, 320 người. Về con cháu Jericho, 345 người. Về con cháu của Lô-đơ, của Hadid và của Ono, 721 người. Về con cháu Sê-na, 3.930 người. Những thầy tế lễ: về con cháu Giê-đa-gia, nhà Giê-xua, 973 người. Về con cháu Y-mê, 1.052 người. Về con cháu Pha-su-rơ, 1.247 người. Về con cháu Ha-rim,
1017 người. Người Lê-vi, con cháu của Giê-xua và của các Mi-ên về dòng dõi Hô-đê-va, 74 người. Người Ca-hát, về con cháu A-sáp, 148 người. Kẻ giữ cửa về con cháu Sa-lum, con cháu A-te, con cháu Tanh-môn, con cháu A-cúp, con cháu Ha-ti-ta và con cháu Sô-bai, 138 người. Người Nê-thi-nim, con cháu Si-ha, con cháu Ha-su-pha, con cháu Ta-ba-ốt, con cháu Kê-rốt, con cháu Si-a, con cháu Pha-đôn, con cháu Lê-ba-na, con cháu Ha-ga-ba, con cháu Sanh-mai, con cháu Ha-nan, con cháu Ghi-đên, con cháu Ga-ha, con cháu Re-a-ya, con cháu Re-xin, con cháu Nê-cô-đa, con cháu Ga-sam, con cháu U-sa, con cháu Pha-xê-a, con cháu Bê-sai, con cháu Mê-u-nim, con cháu Nê-phi-xê-xim, con cháu Bác-bút, con cháu Ha-cu-pha, con cháu Ha-rua, con cháu Bác-lít, con cháu Mê-hi-đa, con cháu Hạt-sa, con cháu Bạc-cô, con cháu Si-xê-ra, con cháu Tha-mát, con cháu Nê-xia, con cháu Ha-ti-pha. Dòng dõi các đầy tớ của Sa-lô-môn: con cháu Sô-tai, con cháu Sô-phê-rết, con cháu Phê-ri-đa, con cháu Gia-a-la, con cháu Đạt-côn, con cháu Ghi-đên, con cháu Sê-pha-tia, con cháu Hát-tinh, con cháu Phô-kê-rết Hát-xê-ba-im, con cháu A-mon. Tổng cộng các người Nê-thi-nim và con cháu các đầy tớ của Sa-lô-môn là 392 người. Này là những người ở từ tên Mê-la, tên Hạt-sa, Kê-rúp, A-đôn và từ Y-mê mà đi lên. Nhưng chúng nó không thể chỉ ra nhà của tổ phụ mình và gốc gác của họ hoặc thuộc về Israel hay chăng. Con cháu Đê-la-gia, con cháu Tô-bi-gia và con cháu Nê-cô-đa đều 642 người. Về những thầy tế lễ, con cháu Ha-ba-gia, con cháu Ha-cốt, con cháu Bạc-si-lai là người lấy vợ trong vòng con gái của Bạc-si-lai, người Ga-la-át và được gọi bằng tên của họ. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình nhưng không thấy, bèn bị trừ ra chức tế lễ, kể cho là ô uế. Quan tổng trấn cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người, không kể những tôi trai tớ gái của dân, số được 7.337 người. Cũng có 245 kẻ ca hát nam và nữ. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có mấy trưởng tộc đem của cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dâng cho kho 1.000 đa riết vàng, 50 cái chậu và 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dâng vào kho tạo tác 2 vạn đa riết vàng và 2.200 min bạc. Còn vật dân sự khác dân được 2 vạn đa riết vàng, 2.000 min bạc và 67 cái áo thầy tế lễ. Ấy vậy, những thầy tế lễ người Lê-vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân và người Nê-thi-nim cùng cả Israel đều ở trong các thành của mình. Khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Chương 8. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Ngày mùng 1 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp.
Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaya, Uri, Hinkia và Maaseya đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaya, Misael, Mankiya, Hashum, Hatbadana, Sachari và Mesulam. Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra, thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Jehovah. Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabethai, Hodiya, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosabak, Hanan, Belaya và người Levi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ và thầy thông giáo, cùng người Levi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: Ngày nay là thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tang, cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: Khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm, vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê-vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Mô-sê phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đang lúc lễ tháng bảy, và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Jerusalem nghe rằng: Hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và nơi phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về, bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy, bèn có sự rất vui mừng. Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ăn lễ 7 ngày, còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Thi thiên 150. Hallelujah, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãy đờn sắt đờn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gãy nhạc khí bằng dây và thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Chương 8. Những ngày đó lại có một đoàn dân đông theo Đức Chúa Giê-xu. Vì chúng không có chi ăn nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có gì ăn. Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đường chắc sẽ kém sức
vì có mấy người đã đến từ nơi xa. Môn đồ thưa rằng, có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng này cho chúng ăn no ư? Ngài hỏi, các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa, có 7 cái. Ngài bằng biểu đoàn dân ngồi xuống đất, đoạn lấy 7 cái bánh tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ. Đức Chúa Giêsu tạ ơn rồi, cũng khiến đem phân phát như vậy. Ai nấy ăn no nê, rồi người ta thâu được 7 giỏ những miếng thừa. Và những người ăn đó ước chừng 4.000 người. Đức Chúa Giêsu cho chúng về, rồi liền vào thuyền với môn đồ, sang xứ Damanutha. Có mấy người Pha-ri-si đến đó cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài, thì xin một dấu lạ từ trên trời. Đức Chúa Giêsu than thở trong lòng mà rằng, làm sao dòng dõi này xin dấu lạ? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. Ngài bèn bỏ họ trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Vả môn đồ quên đem bánh heo, trong thuyền chỉ có 1 cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và men đảng Hê-rốt. Môn đồ nói cùng nhau rằng, ấy là vì chúng ta không có bánh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết điều đó thì phán rằng, sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi có mắt mà sao không thấy, có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa, 7 giỏ. Ngài phán, các ngươi còn chưa hiểu sao? Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi có thấy chi không. Người mù ngó lên rồi thưa rằng, tôi thấy người ta và nhìn họ đi giống như cây. Rồi Đức Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt người, người nhìn xem được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Đức Chúa Giêsu khiến người về nhà và truyền rằng, đừng trở vào trong làng. Khi Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó với môn đồ mình, đến trong các làng gần thành Cesare Philip, dọc đàn, Ngài hỏi môn đồ rằng, người ta nói ta là ai? Thưa rằng, kẻ thì nói là Giăng Báp Tít, người thì nói là Eli, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi, nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng, Thầy là đấng Christ. Đức Chúa Giêsu bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết. Bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xây lại ngó môn đồ và quở Phi-e-rơ rằng, hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn, Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Chương 9. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến.
khỏi 6 ngày. Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng Đức Chúa Giêsu. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình, các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giêsu ở với mình mà thôi. Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Vậy môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại là gì. Lại hỏi Ngài rằng: Sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Ngài đáp rằng: Thật, Ê-li phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, Ê-li đã đến rồi. Người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy. Đức Chúa Giêsu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy Thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho Thầy, nó bị quỷ câm ám. Không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, song đuổi không được. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Chúng bằng đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc, sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi nói nếu Thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giêsu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giêsu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Đoạn đi khỏi đó, trải qua xứ Galilê, Đức Chúa Giêsu không muốn cho ai biết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi, Ngài bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ, không dám hỏi Ngài. Đến thành Capernaum, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: Lúc đi đường các ngươi nói chi với nhau? Môn đồ đều làm thinh, vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài bèn ngồi, kêu 12 sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ, rồi ẵm nó trong tay mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta, tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy.
dân thưa cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Lại, nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng què chân mà vào sự sống còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi thì lấy chi làm cho mặn lại được? Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.